Nga ngày hôm qua đã tuyên bố thử thành công một tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh trong một động thái mà Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi là một sự kiện vĩ đại cho đất nước. Quân đội Nga cho biết tên lửa siêu thanh Sikon đã được phóng đi từ tàu khu trục đô đốc Goskop ở Biển Trắng vào sáng ngày 6 tháng 10 thuộc vùng Bắc Cực Nga và đã nhắm trúng mục tiêu, Báo cáo với Tổng thống Putin, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov cho biết, đây là lần đầu tiên tên lửa này nhắm trúng một mục tiêu ngoài biển. Nhiệm vụ phóng tên lửa đã được thực thi và cuộc khai hỏa đã diễn ra thành công. Theo tướng Gerasimov, tên lửa Sukhoi đã nhắm trúng mục tiêu ở khoảng cách 450 km trên biển Barents và đạt tốc độ Mach 8, nhanh gấp 8 lần tốc độ âm thanh trong những năm qua nga đã tăng cường phát triển các vũ khí tương lai mà sẽ mang lại lợi thế trong sức mạnh phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng với phương tây tổng thống putin nói rằng vụ thử thành công tên lửa sakon là một sự kiện vĩ đại không chỉ cho lực lượng vũ trang mà cho toàn bộ nước nga ông cũng nói rằng các vũ khí này vốn không có đối thủ trên thế giới sẽ tăng cường năng lực phòng thủ dài hạn cho quốc gia bên cạnh đó tổng thống putin cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các đội ngũ tham gia dự án này Tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả vì đã hoàn thành nhiệm vụ và hy vọng trong tương lai, mọi chuyên gia tham gia vào việc tái vũ trang quân đội Nga sẽ tiếp tục làm việc hiệu quả và bền bỉ như đã đạt được đến thời điểm này. Tên lửa Sukhoi là tên lửa hành trình siêu thanh, chống hạm, chạy bằng động cơ phản lực, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong vài năm tới. Việc thử nghiệm tên lửa Sukhoi đã được tiến hành từ năm 2015 với một loạt vụ thử thành công trong năm 2018. Bộ Quốc phòng Nga cho biết dự kiến sẽ trang bị tên lửa Sukhoi cho cả tàu chiến và tàu ngầm. Tổng thống Putin đã hé lộ việc phát triển vũ khí siêu thanh mới này từ hồi tháng 2 năm 2019, cho biết nó có thể nhắm trúng các mục tiêu trên biển và trên đất liền ở khoảng cách 1.000 km với tốc độ mắc 9. Nga cũng đã tuyên bố phát triển một loại vũ khí bất khả chiến bại khác như tên lửa đạn đạo liên lục địa Samat và tên lửa hành trình Borevestnik. Các tàu lượn siêu thanh Avangard cũng đã được đưa vào hoạt động từ tháng 12 năm ngoái.